Đây các bạn, chứng minh nhỏ của bạn, đây là một cái bầy cá mà sáng nay thằng anh quay cho khách hàng. Cái bầy cá này là bầy Koi Nemo Galaxy Gold Cooper, và đây là em cá trống này các bạn. Em cá trống trong một bầy cực kỳ chất lượng luôn các bạn ơi, nó đẹp. Galaxy thì dày, đều, bộ đuôi kỳ và hậu rất là to. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây là em cá trống cực chất. Đây, đây là những cái em cá trong một cái bầy cực quýt các bạn nha. Đó, cái bầy như thế này, màu sắc rất là tốt. Và cái bầy này thì các bạn kiếm ra một em cá xeo lô cực kỳ khó. À, cực kỳ khó trong cái bầy này các bạn. Đây là multi nè các bạn. Chưa có form ngày nào nha. Chưa có form ngày nào luôn mà màu sắc nó lên 7 màu như thế này nè. Cực gắt các bạn nha. Đây. Quá quýt chưa ạ? Nếu các bạn đang quan tâm về những cái bầy cá quýt thì các bạn cứ việc inbox cho Thành sẽ lựa cho mình các bạn nha. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT khám phá sở thích của anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nhé. Đây các bạn, trước màn nhỏ của bạn, đây là một cái bầy cá mà hôm nay anh em nhà Thành Sóc Trăng sẽ quay lên cá bầy cho tất cả các bạn xem và lựa chọn đây. Tuần trước thì có một số anh em liên hệ đến anh em nhà Thành Sóc Trăng để tiến hành lựa những cái bầy cá về tự động mình form và mình bán. Thì cái thời điểm đó thì nó không có cá các bạn, bởi vì những em bầy cá như thế này, như các bạn đã thấy đây, đây là những cái bầy cá còn rất là tơ, và hôm nay thì nó lên đủ size, đủ tháng thì anh sẽ bán cho tất cả các bạn đây. Những cái bầy cá này thì bình quân nó cũng xem tuổi với nhau thôi các bạn. Nó tầm khoảng 3 tháng mấy hơn, những em cá đang lột rất là mạnh. Và đây là những cái bầy cá VIP mà anh em nhà Thành Sóc Trăng trong clip ngày hôm nay muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn đây. Và đây gọi là bầy số 1 các bạn nha. Trước mặt các bạn đây là một cái bầy Koi Nemo Galaxy Gold Cooper cực kỳ nét, tông cam các bạn nha, tông cam, màu sắc rất là tốt các bạn. Đây các bạn nhìn thấy, đây là em cá nè. Đây là em cá trống các bạn nha. Nó lột rất là mạnh các bạn nha. Và những em cá này thì về các bạn bỏ lên keo là các bạn form được rồi. Đây. Và như Thành chia sẻ trên kênh rất là nhiều rồi. Và những cái bầy cá VIP thì nó như thế này các bạn, sẽ điếm như thế này các bạn nha. Chỉ điếm lột lên màu và nổ đốm thôi. Bạn nhìn thấy em, đây là một cái em cooper rất là mạnh nè. Cá nó rất lành các bạn nha. Đây. Đó. Về các bạn tách form ra, bạn form cá rất đẹp các bạn. Dễ cooper gòn, dày, đều. Thì mỗi một bầy cá như thế này thì anh sẽ báo cho tất cả các bạn cái số lượng là 150 em lột lên màu và nổ đốm, không điếm xanh, không điếm solo các bạn nha. Và đây là bầy mã số 01, các bạn thích thì anh bóc cho Thành các bạn nhé. Tiếp theo đây là bầy mã số 02 các bạn nha. Đây là bầy Get Cooper Galaxy Gold, màu sắc rất tốt các bạn. Đây những em cá như thế này nè. Đó các bạn thấy không, đây là máy các bạn nha, màu nó rất là tươi, cá chưa phôm ngày nào các bạn, mới có 3 tháng mấy thôi, màu sắc rất là tươi. Thì về cơ bản đây là những cái loại cá mà trước đây anh em nhà Thành chia sẻ cho tất cả các bạn cá bầy rất là nhiều rồi, và chủ yếu là các bạn đam mê beta, một số anh em mua đi về tự set hồ chơi đó các bạn, và cũng có một số anh em mua đi bán lại thì về tự tách phôm ra phôm các bạn. Thì như những em cá này thì các bạn về các bạn tách ra, cách tách ra các bạn nha. Và cái kỹ thuật phom cá beta thì anh đã chia sẻ trên kênh rất là nhiều rồi các bạn. Thời điểm nào mình tách phom ra thì là cái thời điểm này nè các bạn, khoảng 3 tháng mấy thì mình tách phom ra các bạn nha. Đó. Cá thì ở đây thì anh, đối với những cá bầy VIP thì anh chỉ điếm lột lên màu và nổ đốm như thế này thôi các bạn. Còn xanh và solo không điếm các bạn nha. Đó. Đây là bầy Get Galaxy Gold Cooper mang mã số 02, các bạn thích thì anh bóc cho Thành các bạn nha. Tiếp theo đây là bầy mã số 03 các bạn nha. Tiếp tục là Nemo Galaxy Gold Cooper. Và riêng về cái dòng coi các bạn, Thành thích nhất là cái thể loại con Nemo này nè các bạn. Vì Nemo thì nó có rất là nhiều màu để chúng ta xem, chúng ta ngắm các bạn nha. Đây, để Thành bỏ lên cái dụng cụ cho ăn này luôn cho tất cả bạn xem. Đó. Cá hiện tại thì nó lột lên màu nổ đốm như thế này các bạn. Đối với cá beta coi đó thì về cơ bản như thế này nó đã lên màu rồi các bạn, nó đã lột rồi chứ không phải nó là solo các bạn nha. Thì về chúng ta nuôi lên cho nó đủ tháng và chúng ta tách phôm ra
thì nó được như những cái em cá mà Thành mở bán trên kênh BBT Khám Phá Chợ Thích cho mình các bạn nha. Đây là những em cá dược đàn nè các bạn, thấy không, thấy nó cam, nó đỏ ao, Galaxy sáng gực các bạn nhìn thấy không. Cái đợt này thì chắc là thằng anh lên cho mình 3 bầy các bạn nha, 3 bầy chứ không có nhiều nữa, bởi vì cái thời gian để cho nó được như thế này thì nó cũng khoảng mất 7 ngày đến 1 tuần. Thì 7 ngày đến 1 tuần nữa thì thằng anh sẽ lên 3-4 bầy nữa cho tất cả các bạn. Bởi vì khi mà chúng ta lên nhặt quá thì mà vô hình dung thằng anh ở đây chăm sóc cũng rất là cực các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, để trong này thì nhìn rất rõ các bạn nha, cá màu rất là tươi đó, cá mà Nemo mà Galaxy Gold đó các bạn nhìn thấy không, không cần vô đèn đuốc gì cả các bạn. Cái Galaxy Gold của nó nè các bạn nhìn thấy không, đây là một cái trống nè các bạn, siêu phẩm chưa, cá nó trống nè, cực kỳ siêu phẩm các bạn nha, và màu sắc nó rất là tốt, quá quyết chưa các bạn, nhìn cái là ghiền luôn các bạn nha. Những cái bạn nào mà biết chơi cá beta đó, đặc biệt là beta coi nói chung, thì các bạn nhìn em cá thì các bạn sẽ đánh giá được cái chất lượng liền. Và đặc biệt đây là cá bầy các bạn nha, đây là cá bầy chưa có phơm ngày nào cả, nó mới có 3 tháng hơn một chút xíu thôi mà nó được như thế này thì quá trời quyết có đúng không ạ. Thì đây là bầy mã số 03 cũng như là cái bầy cuối trong cái lô này. Cái lô này thì anh làm ngắn thôi các bạn, cái shot ngắn thôi, chia sẻ cho tất cả các bạn 3 bầy nha, để chúng ta trải nghiệm, chúng ta lấy về chúng ta kinh doanh ha, chúng ta chơi hoặc là chúng ta sẽ thúc hồ gì đó. Thì ở đây thì anh ưu tiên cho những cái bạn nào mua đi bán lại các bạn nha. Các bạn thích thì bóc cho Thành các bạn nha. We'll be right back.